Xin chào mừng tất cả các huấn luyện viên cũng như là các giám khảo, chúng ta đã quay trở lại với phần đánh giá vật loại. Và chúng ta sẽ cùng mời tất cả các thí sinh sẽ quay trở lại. Sự thành công với team mình rồi. Mình thấy là mọi người đang làm rất tốt, nhưng mà cũng có một vài phần lỗi nho nhỏ trong cái phần thử thách này. Sau khi thi xong thì mình rất là tự tin nha. Tập không được mượt như vậy đâu, nhưng mà cảm giác đến lúc thi á, mọi thứ nó không bị lỗi quá nhiều, cảm giác nó là tròn trịa. Trời ơi, mọi người giống như là dùng cái từ là thăng hoa. Chúc mừng tất cả các bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bản thân chúng tôi hiểu rằng các bạn đã phải rất nỗ lực như thế nào trong suốt hành trình vừa rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ có 10 thí sinh bước vào đêm chung kết. Có rất nhiều thí sinh sẽ dừng chân ở đây. Nhưng mà với những sự thể hiện ngày hôm nay, hy vọng rằng là các bạn đã cảm thấy một cái hành trình trọn vẹn với The Shopper Channel. Đầu tiên thì mình sẽ xin phép được gửi đến lời cảm ơn với nhà sản xuất anh Dược Sĩ Tiến và Hưng Giang. Mọi người đã mang đến một cái chương trình thật sự là có sự đầu tư, có nội dung kịch bản, và thật sự luôn là các bạn đã làm cho tất cả mọi người hiểu rõ rằng cái nghề bán hàng, một nhà bán hàng hiện tại sẽ được hiểu nó như thế nào. Bên cạnh đó tôi cũng rất là cảm ơn toàn bộ ekip. Tôi đã từng làm việc với team Hưng Giang rất nhiều lần rồi. Thế nhưng mà lần này tiếp tục lại ngạc nhiên nữa. Tôi rất bất ngờ là không nghĩ rằng là tìm lại kỹ đến mức độ mà tìm được cái mái ngói này của Thiên Ý. Cái mái ngói này là cái mái ngói tượng trưng cho Thiên Ý. Và rất là cảm ơn vì cái sự thật sự là kỹ lưỡng với nhãn hàng. Lời cảm ơn tiếp theo đó là cảm ơn toàn bộ các mentor, cảm ơn toàn bộ các thí sinh. Ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng nó không phải là cuộc thi đối với cá nhân mình. Mình nghĩ rằng các bạn đang trình diễn. Và thật sự là nếu như mà chúng ta thực hiện đúng thông thường là một tuần chúng ta sẽ quay một tập á, thì mình nghĩ là mình sẽ không có gì bất ngờ cả. Thế nhưng mà chúng ta quay liên tục trong mấy ngày, các bạn phải nghĩ rất nhiều, chứng tỏ rằng là các bạn đã lao động, đã rất là cật lực, rất là vất vả. Đấy là cái lời đầu tiên mà mình chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn chương trình. Ngay bây giờ thì sẽ là phần đánh giá cũng như là nhận xét của ban giám khảo đối với team của mentor Phạm Thoại. Ngày hôm nay khi mà Như xem Thoại livestream á, thì thật sự là mình có cái cảm giác là đây mới là Phạm Thoại mà Như biết. Cái màu sắc của bạn là nó rất là ồn ào nhưng mà nó thu hút. Và cái lúc mà đặt cái tấm bảng mà mình wow để cho team của Phạm Thoại được 2 điểm, đó là lúc mà Yên Đan bạn có một cái phần múa ở trên không rất là đẹp. Các bạn làm một cái phiên live rất là thu hút từ đầu đến cuối. Mình xem nó có cảm xúc từ sôi động có, rồi chi tiết sản phẩm cũng có. Đối với Như thì đây là một cái phiên live gần như là hoàn hảo. Và xin chúc mừng huấn luyện viên Phạm Thoại và mong là may mắn sẽ đến với huấn luyện viên Phạm Thoại trong đêm nay. Cảm giác như đúng là thả hổ về rừng. Tại vì đây mới là em. Tất cả những cái lời thoại ngày hôm nay Phạm Thoại nói về một cái sản phẩm thực phẩm chức năng nó rất là tròn vai. Và em đưa được cái hình ảnh em rất sang, rất đẹp. Nó vẫn theo cách rất là nhộn nhịp ồn ào của em, nhưng mà em chắc chắn sẽ chốt được đơn nếu như nó lên thực tế ở TikTok Shop. Chị mong là Thoại sẽ mang cái tinh thần này tiếp tục cho những phiên live stream thực tế trên nền tảng và đưa được những cái doanh số khủng hơn nữa. Phạm Thoại đến đây ồn ào đúng nơi và tìm điểm rơi đúng lúc. Quả thật cái sân khấu mình nó hơi khó để mà nó like. Thứ nhất là cái phim trường nó quá to, cho nên nhiều khi những cái miếng á nó bắt không có nhạy như những cái phiên live bình thường ở nhà hoặc là những phim trường nhỏ hơn. Nhưng mà anh thấy được cái live show của em đó, Phạm Thoại và những người bạn. Phạm Thoại 5 năm cống hiến. Nói chung là chắc là lần đầu tiên Việt Nam mà có một phiên live mà đu dây. Khi mà Yên Đan xuất hiện thì cả trường quay cực kỳ trầm trồ. Và chỉ đến lúc này tôi mới biết là hóa ra Yên Đan còn có một khả năng múa rất là đỉnh nữa. Yên Đan phải là người tỏa sáng để chứng minh cho Comedy thấy Yên Đan ở lại là điều xứng đáng. Và thấy là Thoại vừa tập trung về kịch bản, tập trung nịnh nhãn hàng nữa, tung một cái kim tuyến ra tên nhãn hàng. Không biết là ai vui hay không kệ, nhưng mà nhãn hàng vui là ok. Nhãn hàng thì sao, mình có vui không?
trước đây ở trên cương vị một cái nhãn hàng mà cái nhãn thực phẩm chức năng á, thì chị không có để ý đến thoại, bởi vì rằng là nó sẽ hơi ồn ào, mình nghĩ rằng là nó không phù hợp với cái nhãn hàng của mình. Nhưng ngày hôm nay thì em đã thuyết phục chị hoàn toàn suy nghĩ khác từ cái việc là em làm cho chị wow liên tục và chị bắn tim liên tục. Với cá nhân chị thì chị không có cái gì để mà phải góp ý thêm, bởi vì ngày hôm nay thì chị thấy là em vừa đầu tư vừa thông minh, hoạt động rất hiệu quả. Ba thí sinh chúc mừng team của Phạm Thoại. Bản thân Lucy là một nhà bán hàng cũng rất là lâu năm rồi và kinh doanh cũng đã 10 năm trên thị trường, thì cái việc showcase và phiên live của Phạm Thoại thì cái yếu tố bán hàng nó khá là thiếu nha. Chị wow được một chỗ đó là phần của Yên Đan. Nhưng có một điều như thế này là đây là một sản phẩm thực phẩm chức năng. Khi chúng ta quảng cáo nó thì chúng ta phải quảng cáo đúng. Bởi vì thực phẩm chức năng không phải là một cái dạng thuốc tiên mà khi mà tụi em uống là tụi em có năng lượng liền. Nên là chúng ta phải để ý với điều đó. Không đồng ý lắm với chị Linh ngày hôm nay ở chỗ là kể cả thuốc, không có thuốc nào uống vào ngay lập tức mình bừng cả. Nhưng chúng ta đều hiểu là khi mà chúng ta đã quy định đây là một là thần tiên, đây là một cái gì đấy nó hơi giả tưởng, thì chúng ta đều hiểu rằng là cái hành động đấy nó chỉ là một cái hành động vui. Và ngay sau đấy thì chúng ta mới giải thích là cái công dụng của nó như thế nào, mới thích ghét. Cái vấn đề chị Linh nói cũng đúng, nhưng mà tại vì cái đề bài cho có 15 phút mà bây giờ chẳng lẽ hả từ đầu phiên em uống rồi xong tới cuối phiên bọn em mới khỏe,